Mời đi em gái. Mời bạn nam giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Và xin chào mọi người ở trên trường quay và đang coi trên TV và YouTube. Em tên là Phan Thị Chí Tài, em 27 tuổi. Em sống và lớn lên ở châu Âu, chính xác là ở Paris, ở Pháp. Oh. Được 22 năm. Và em làm nhân viên sale ở công ty Pháp. Tức là em từ bên Pháp em về đây tham gia chương trình hả? Dạ đúng rồi, em biết chương trình này từ từ Pháp lận. Từ Pháp lận dạ, hả? Dạ. Em sao không cứ lấy kiếm vợ bên Pháp và phải về Việt Nam để kiếm vợ? Dạ tại vì bây giờ em muốn, em rất thích văn hóa Việt Nam, xong em bây giờ muốn tìm hiểu phụ nữ Việt Nam. Và em thấy phụ nữ Việt Nam cũng rất xinh đẹp. Ở đây ở Việt Nam em còn ai không? Dạ em ở đây còn còn mẹ em và còn còn em trai em. Em lớn lên em đi với ba ở Pháp rồi xong lớn lên đến bây giờ mới về lại Việt Nam. À, cũng nói tiếng Việt cũng còn rành, còn nhớ tiếng Việt quá hả? Dạ em nhớ. Rồi chương trình bạn Nguyên Hòa chào đón em. Em cảm ơn. Phan Thiện Chí Tài ha. Rồi, Việt Kiều ở Pháp, giới thiệu cho anh ấy nghe về mình đi em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chị chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia và mọi người ngồi dưới khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Trúc Đào, hiện tại là 26 tuổi 6 tháng 8 ngày. Trời ơi, nhớ rõ như vậy đó hả? Dạ, tại vì ngày sinh nó hơi đặc biệt một chút nên có hơi nhớ. Tại là sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em đang làm công việc là chuyên viên thực phẩm thuộc Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố. Khi mà em nghe ảnh là Việt Kiều Pháp thì em có cảm nhận gì không? Em cũng hơi bất ngờ vì em không nghĩ là sẽ chương trình sẽ chọn em một người này ở tận Pháp luôn, mặc dù em thích sô cô la Pháp lắm. Đợt này em về đây được bao lâu em trai? Dạ em đợt này em về đây được 4 tháng rồi. Em ở bao lâu nữa mới đi? Em ở còn thêm mấy tuần nữa rồi xong em đi, rồi xong sau đó em định về lại nếu em tìm người nữ của mình. Bây giờ chỉ cần em... một cái lý do. Bây giờ em đi về luôn. Đừng có lo, người ta đi là người ta sẽ về lại. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Em có thể hát, tuy là không biết tùy tâm trạng, mình là hát cũng nhiều lúc thì chắc không vô tâm. Còn khuyết điểm em là gì em gái? Khuyết điểm của em thì chắc là nói nhiều nên là hơi lan man một chút. Trọng tâm nó quay chỗ khác, nó không còn giờ, không còn tại điểm đó nữa. Dạ bạn gái bên kia sở thích nào mà bạn hay làm bạn vui? Em thích hát lắm anh. Vậy hát cho anh nghe em bài đi ạ. Một chút xíu gặp mặt mình hát nó cảm nhận hay hơn. Ok. Cho em xin phép bắt đầu hát một bài bằng cái tiếng Pháp đi. Oh, vậy hả? Xong tí nữa em sẽ hát lại một bài bằng tiếng Việt. Ok. Cho em xin phép. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Merci beaucoup. Bây giờ em nói cho cô gái kia biết là những cái ưu điểm và khuyết điểm em là gì đi. Dạ ưu điểm của em á là mấy cái gì mà mới này nó làm em hơi căng thẳng lắm. Mấy cái gì mà em chưa có bây giờ làm cái đó là khuyết em, điểm khuyết điểm của em xin lỗi, khuyết điểm của em là em hơi căng thẳng và hơi thấy gục gà mấy cái đồ mới. Và cái ưu điểm của em á là em á là một người á để cho mà vượt qua bản thân em là em luôn luôn thử thách mấy cái gì mà làm em sợ, giống như bây giờ nè em tham gia chương trình này để cho vượt qua cái sự nỗi sợ nhất của em là lên chương trình, xong tại lần đầu tiên em lên đây, xong dạ em thích thể thao, em thích thích văn hóa, thích thích nước Việt Nam, về Việt Nam cũng mong muốn được cho nước ngoài biết nhiều về nước của mình hơn. Hay quá. Dạ. Em có định hướng là sau này mình sẽ sống ở Việt Nam không? Em có dự định đó là tìm hiểu thêm về Việt Nam để cho làm cái ngành mà em muốn. Lại muốn là nghĩa là người dẫn chương trình mà chỉ là về văn hóa ở châu Âu và châu Á, về thể thao. Dạ. Em có mấy mối tình rồi?
Ở Pháp và ở Việt Nam em được khoảng 20 tình. Được khoảng 20 tình? Dạ, khoảng 20 tình. Kéo dài được một năm rưỡi. Tình yêu nó hết rồi xong không có hợp nữa. Hai hướng nó đi khác nhau với cái tánh tình nữa. Em yêu người Pháp hay là người nước nào? Dạ, em xong biết từ xưa giờ em thích người Việt Nam không mà. Còn bạn gái? Bên kia. Em cũng được hai mối tình. Một mối tình là ở thời đại học cũng khoảng 5-6 tháng. Một mối tình cũng gần đây khoảng hồi năm ngoái và cũng 5-6 tháng luôn. Lý do sao chia tay, quen ngắn ngắn không vậy? Của thời đại học á thì là cái bạn đó gia trưởng quá. Cái mối sau là chắc là do nhậu quá chị. Ai nhậu? Cái bạn đó nhậu nhiều quá. Em hỏi coi ảnh Binh biết nhậu dạ, không? Cái anh bên kia anh có nhậu nhiều không ạ? Anh không có thích nhậu xíu nào hết. Anh cũng... Vậy anh nhậu được không anh? Anh không muốn nhậu nên anh không có muốn biết là anh nhậu được hay không. Có nghĩa là không biết nhậu. Được không? Dạ được, dạ. Trời, quá rồi. Tốt rồi chị. Quá tốt. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Em muốn bạn trai nó chung thủy, cởi mở một chút. Anh đó tự lập. Giống như là em có thói quen chia sẻ công việc. Anh đó thì đừng có gia trưởng. Anh không có gia trưởng đâu em. Dạ. Ta sống nước ngoài mà gia trưởng gì. Ủa bạn trai em dạ. Có biết làm công việc nhà rồi công việc ở gia đình không? Dạ em thì em ở Pháp á. Em thì sống hồi nhỏ thì sống với bố 18 tuổi là em ra ngoài sống. Xong phải nếu mà không có biết làm việc nhà hay là nếu không biết nấu ăn á là mình ở bên nước ngoài là mình chết thôi. Nên rồi cái đó yên tâm không? Có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Cao 1m7 trở lên. Vì em hơi lùn. Em được cái là ấn tượng với những người nào mà đầu đinh lắm. Tại nhìn khuôn mặt sáng lắm. Nhưng với lại thích những người mà hay cười. Bên đây hay cười nhưng mà đầu chưa đinh. Về vú keo sẽ đinh. Xuống muốn đầu láng mới khó nha. Đầu đinh thì người ta có tóc rồi chỉ cần đi đầu đinh là nó dễ thôi. Chị thấy là không có tóc mới sáng đó. Sáng khuôn mặt thôi chị. Còn sáng cái đó chứ không cần đâu chị. Nó giỡn thôi. Rồi bây giờ bạn trai mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ một người lý tưởng của em là một người quan trọng gia đình, có theo dõi cái đam mê trong cuộc đời. Em á cũng là một người kiểu suy nghĩ tích cực lắm nên là em muốn có một người đó cũng tích cực. Về cái ngoại hình thì em muốn mẫu người con gái như thế nào? Chỉ cần một phụ nữ mà hơn 1m58 là được rồi. Ngoài thì như vậy thôi. Như vậy là sao? Như vậy là cho nó ở Việt Nam họ nói là ba vòng đẹp thôi. Ba vòng đẹp. Ba vòng là phải có điện nữa. Mà dạ vòng 1 thì ba mẹ đã cho rồi, mà vòng 2 thì vòng 3 thì em biết là cái đó là thay đổi được. Bạn đó có vòng 2 hay vòng 3 mà không có vừa lòng thì đi tập thể thao với em thêm cũng được, tại em cũng rất đam mê thể thao. Vậy là quan trọng vòng 1 không có thay đổi được đúng không, còn 2 vòng kia thay đổi được ha. Dạ vòng 1 dạ. Trời ơi giờ vòng nào cũng thay đổi được hết á. Con gái có cái lúm đồng tiền rất là dễ thương nha. Vậy hả? Ừ. Khuôn mặt tròn không? À, nãy giờ em cảm nhận anh trai Vinh này như thế nào? Dạ, anh đó cũng cởi mở, cũng vui vẻ. Em thấy những tiêu chí của ảnh thì em cũng được khoảng 80, 90 gì đó. Vời quá rồi. Nhưng mà em hiền hay không thì em cũng không biết nữa. Tùy tâm trạng lắm anh. Hát cũng tùy tâm trạng, mà hiền hay không cũng tùy tâm trạng nữa hả? Giống như là lúc có tiền thì vui, không có tiền thì buồn đúng không? Ủa cái này là sao anh biết cho hay à? Cái tâm lý nhiều người vậy mà. Ai cũng vậy mà. Dạ. Em buồn quăng tiền vô cái vui liền à. Tiền em tự kiếm em vui lắm chị. Còn tiền mà người ta tự quăng vô em chưa chắc là em lấy đâu. Trời ơi ta quăng chị lấy quăng hết. Tiền như thế nào trong cuộc sống? Tự bản thân mình kiếm ra thì em rất là vui và trân trọng nó. Còn tiền mà giống như từ trên trời rơi xuống em sợ lắm. Cái đó bắt bỏ tù luôn á. Em có xếp rồi em ủi nó này kia không? Dạ không, tiền bây giờ ủi là chắc nó quéo luôn anh. Em có sở thích là đếm tiền. Em đếm và em xếp thôi. Dạ. Em từ nhỏ là em có sở thích là thích tiền rồi. Giống như là hồi nhỏ mà mẹ em nói á, là lúc em mà thôi nôi á, là có một cái mâm đồ gì đó để em bóc á. Thì em bóc cái bút với là tiền và cầm tiền không trả, không thả ra luôn. Ngủ luôn mình vẫn cầm. Rồi giờ tiền em cất ở đâu? Cất nhiều chỗ lắm chị. Người ta thường nói là thỏ khôn mà có ba hang á. Còn em thì là em không tính là em khôn lắm nhưng mà điều em cất tiền nhiều chỗ. Rồi, có nhớ rồi. Hết không? Có nào cất xong rồi quên luôn chỗ đó không? Chắc không đâu. Chắc còn ngày đâu? Nào cũng đếm tiền em hả? Chắc không đến đâu mỗi ngày đâu anh, chừng 2 ngày một lần. Trời. Này giống Minh Nhí à. Minh Nhí ủ tiền láng hoa nữa không? Xếp lên rồi chụp hình rồi giữ cất này. Ô, em không chụp hình đâu, chụp hình để người ta thấy mình nhiều tiền kỳ lắm anh. Cô bên đây hơi thích tiền. Nhưng mà tình giữa tình với tiền em chọn nào? Để coi tình đó tình sâu hay tình cạn đó anh.
yêu nhau thì lúc đó rồi tình tiền chắc đi chung. Mà nói chứ cô không bao giờ quên tiền đâu anh ơi. Anh đừng có Hello em. Xin chào chị. Rồi dễ thương quá ha. Dạ em cảm ơn. Style model dữ. Dạ em cảm ơn. À nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ tùy về hai bên. Tại vì em không có muốn làm lựa chọn quá nhanh. Mình mà lấy là sẽ lấy rất lâu dài. Lấy để tại em không có muốn làm giống như mấy nước ngoài mà kiểu là lấy rồi xong sau đó 2-3 năm sau chia tay. Cái điều gì mà em không thích ở cái người bạn gái? Chắc là em nghĩ là một người mà cái gì cũng kể, cái gì cũng muốn nói này nọ. Nhiều dạ, chuyện á. Quá nhiều chuyện, đừng có quá ham chơi. Dạ. Ham rồi. Tiền được không? Thì cái đó thì hai người cùng nhau ham tiền để phát triển cùng với nhau thì cũng được. Rồi xong sau đó lấy tiền đó đi từ thiện. Em thấy cái chị đó ham tiền này nọ thì em sẽ làm sao cho thế nào mà lấy cái tiền đó để giúp đỡ và từ thiện. Em lấy tiền em giúp đỡ đi, tiền của cất kỹ lắm. Nếu làm vợ chồng này nọ thì mấy người Việt Nam thì hay gom tiền cùng với nhau á. Cùng tốt với nhau quá. Nữa. Dạ. Bây giờ nếu như lấy nhau á thì là em sẽ để vợ em ở đây hay là đem qua bên kia? Tại em muốn lập nghiệp ở đây, muốn khởi nghiệp ở đây. Rồi, nên, vậy dạ. Là tốt rồi. Cái cũng rất là đáng quý bởi vì những người đi nước ngoài ta hay muốn lập nghiệp ở nước ngoài. Còn dạ. Bạn đi 20 mấy năm rồi, dạ. Bạn lại muốn lập nghiệp Việt Nam. Điều này dạ. Thật là đáng quý. Dạ, cảm ơn bạn về tình cảm đối với Việt Nam. Rồi, hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với ba và mẹ em ạ. À, có ba mẹ nữa hả? Cho dạ. Chị gặp ba mẹ em ạ. Dạ, chào chú ạ, chào cô ạ. Xin chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Và chào hai đứa và quý vị khán giả trong khán phòng hôm nay. Tôi là ba của Trúc Đào. Và ngồi kế bên tôi là mẹ của Trúc Đào. Thì mới lần đầu tiên gặp nhau thì thấy hai cháu nó cũng cỡ mở, cũng vui vẻ. Tiến tới nữa hay sao là do hai đứa hoặc Huyền Linh với Cát Tường tính, chứ giờ mới gặp lần đầu tiên. Đôi lúc cái ngôn ngữ và cái tiếng với nhau cũng chưa có hiểu quá, thành ra có nhiều cái nó hơi bị trên. Bậc làm cha làm mẹ thì cũng không có yêu cầu gì hơn, miễn sao cho hai cháu nó được trăm năm hạnh phúc là đủ rồi. Không biết là mẹ có ý kiến gì thêm không mẹ? Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Trúc Đào. Bé trai bên đây thì thấy cũng được, thì con coi nếu mà hợp ý con thì con bấm nút chọn đi vậy tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn gia đình. Tài đi với ai Tài? Dạ em đi với mẹ yêu thương của em. À có mẹ đâu hả? Dạ. Xin chào Cát Tường. Dạ chào cô. Xin chào Nguyễn Linh. Dạ chào cô. Dạ chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Chí Tài. Chí Tài tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng mà rất là tình cảm, người hiền lành. Tôi thấy cháu gái ở đây thì cũng rất là dễ thương. Chào con. Đến được chương trình thì cũng là duyên của hai đứa. Hai đứa hãy cho nhau một cơ hội, phải tìm đến một cái cảm xúc thật sự của mình để mình tiến xa hơn. Tôi xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta đến như giờ phút gặp mặt nhau nha. Dạ. Gặp cô gái ấy sẽ hát dạ. cho bạn nghe nha. Okay. Xong bạn hát cho cô gái nghe okay. để cảm nhận về nhau nha. Kéo rào. Đấy. Bắt đầu. Dạ. Tặng hoa đi. Cho em nè. Dạ, cảm ơn anh. Ok. Hoa gì vậy em? Hồi nãy mẹ nói mình là hoa... Dạ. Sống đời. Dạ. Rồi, em cũng có món quà em tặng anh. Đẹp rồi. Quá. Hai người tặng chắc quà có ý nghĩa quá ha. Dạ. Rồi được rồi đó, hai bạn nói chuyện đi. Anh mời em hát trước đó hay không? Hồi nãy dạ, có người hồi nãy em cũng có nói là em có thích hát á. Bây giờ thì em định hát cho mọi người nghe luôn. Chủ yếu hát cho đi. Bạn hát, tài hát, nghe hát đó đi. Dạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, ngài chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Hay quá. Hay lắm. Nè, chị giới thiệu với bạn trai luôn dạ. là cái đồng hồ đó đó dạ. là bạn gái tự thêu nha. Thì hả? Dạ. Trường bày quá vậy? Dạ, chắc nên. Nó nghĩ gì vậy? Em đọc giùm anh đi. Đó, đọc đi. Nó ghi gì vậy? Dạ, thì... Tại em không biết đâu. Cái này là ngôn ngữ thế giới, ai cũng biết hết anh. Vậy hả? Dạ, nhìn thấy trái okay. tim là biết rồi. À, dạ. ok. Cài hàng người ta nữa ha. Vậy cho...
Rồi, cho anh hát lại nha, cho anh hát. Dạ. Cái này tại vì lời Việt Nam nên là lâu lâu quen. Anh mãi yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay, hai ta sẽ quen nhau rồi. Mình cùng chung lời, nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh vẫn giữ em trong lòng. Dành trọn con tim, nguyện trao đến em. Dễ thương quá. Anh thấy em rất dễ thương, có giọng hát Cà Mau rất tuyệt vời. Anh hiện bữa giờ anh về Việt Nam á, anh cũng hay đi về miền Tây, xong anh thấy mấy phụ nữ miền Tây cũng rất dễ thương. Và anh thấy chắc là lý do tại vì họ ăn trái cây nhiều, hay là họ ở đó xong ở gần cái môi trường mà làm cho họ ăn mấy đồ bổ. Tại anh rất thích ăn mà mấy đồ kiểu trái cây lắm. Về Việt Nam từ bữa giờ á, anh ăn trái cây rất nhiều. Dạ, anh ăn nhiều nhất là món gì ạ? Ăn bơ, ăn uống nước dừa, ăn long mấy nhiều trái cây lắm, quên tên rồi. Ăn trái cây nhiều đẹp lắm hả? Anh ăn hoài thấy có đẹp đâu. Em đam mê đồ ăn Việt Nam lắm. Biết ăn mắm không? 69 đến 77 kg luôn. Chí Tài biết ăn mắm ruốc không? Dạ, ăn mắm thì nó mặn mặn thì cũng ăn được mà không phải là thích lắm. Món đó em thích lắm. Thôi, nên là lâu lâu em sẽ ăn. Anh đâu có nói là anh đâu có thích đâu, anh thì ăn gì cũng được hết. Dạ. Thì bây giờ, ăn gì cũng được hết mà. Rồi, cái chuyện ăn được rồi, bây giờ dạ, cái yêu xa sao nè? Công nghệ thông tin đó hiện đại rồi, xong bây giờ có nhiều cách để liên lạc với nhau, để quen nhau, không phải giống như hồi xưa, giống như bố mẹ của mình là phải là một tháng hay là ba tháng gửi thư này nọ ra bưu điện. Em thì chắc có nhiều lúc em cũng thẳng tính lắm, giống như là tát vô mặt người ta vậy đó. Nên nói trước để anh chuẩn bị tâm lý. Anh cũng thẳng tính lắm, anh thẳng tính và rất kiểu thật thà lắm, nên nghĩ gì nói đấy. Mà em có sẵn sàng đi du lịch đâu, tại bây giờ còn có mấy ngày nữa. Nên em nếu em muốn đi du lịch đâu quá thì anh có thể lấy xe máy anh chở em đi. Trời ơi, đi xe máy được luôn hả? Dạ, em lái chưa? Em dạ có luôn, tại em học hỏi cái gì cũng rất nhanh lắm. Mà em bây giờ có tập thể thao gì không? Em thì là cũng thích tập thể thao lắm, nhưng mà lâu lâu thôi. Tại vì tập thể thao là đâu phải tập 1 hay là 2 tiếng đâu. Đúng tập rồi. Tập nửa tiếng hay là kiểu tập thể thao là nghĩa là đi bộ cùng ví dụ người yêu hay là gia đình. Thôi giờ mình vô cái chuyện tương lai đi. Dạ. Tập thể dục thể thao hoài cho tới sáng luôn á. Trong tình yêu em thấy gì quan trọng nhất? Sự chung thủy là quan trọng nhất. Dạ. Và sự tôn trọng lẫn nhau. Quan điểm của anh là phải là một người thích chia sẻ. Anh thì cũng có dự định định cư ở Việt Nam. Dự định của anh đó là về Việt Nam để làm MC về thể thao. Ta chỉ còn có khoảng 30 giây nữa thôi. Dạ. Em hãy nhìn thẳng vào mắt cô gái và nói lên những cái gì mình đang suy nghĩ của ấy, mong muốn điều gì về tình okay. yêu. Cho mình đứng dậy được không? Đứng dậy được, kìa. Được, tự nhiên cùng với nhau, xin chào. Dạ. Cái này là như mọi người anh chàng hay nói là mình đến đây là một cái duyên, nên là một cái cơ hội để tìm hiểu với nhau. Nên mình hy vọng là sẽ quen được nhau. Ok. À, còn điều nữa, em nãy giờ em quên nói, anh dạ. có hút thuốc không ạ? Dạ, anh không có hút thuốc, không có bia uống bia. Trời ơi, vậy dạ. tốt quá. Dạ. Ok. Dạ. Mai ngồi. Rồi. Dạ. Ok. Thôi để tay được bấm đi. Nhẹ nhàng, lịch sự quá đây. Ha. Đặt tay vào bấm đi. Hãy bạn đồng ý. Thì bạn sẽ bấm vào cái nút bấm này nha. Có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ chắc cũng rất thường xuyên. Cái ở này đó nhiều người xem không? Dạ chắc em cũng hy vọng là nhiều người xem. Tại chương trình em thấy này cũng rất hay. À rồi. Dạ. Sau 3 tiếng đếm thì mình sẽ quyết định nha. Và mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Rất là dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của Cụm Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Bây giờ xin phép ba mẹ của bạn gái cho hung bạn gái một cái làm kỷ niệm trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, dạ thì xin phép ba mẹ hôn trên má của đứa con dễ thương của cô nha. Mình sẽ bắt đầu các tin đô, mình cứ chủ động chia sẻ những thông tin để chờ là người đi trước là họ là chia sẻ ha. Đầu tiên mình giới thiệu thông tin về bản thân mình trước. À, anh Châu Phú Quang, quê ở Trà Vinh, hiện tại em làm việc ở công
đi khu khai gia ở trong khu thí sinh. Cảm ơn đúng không hả? À, rồi em làm gì rồi em? Dạ, em làm đứng máy CNC. Ừ. Đứng máy nó sản xuất gì em? Sản xuất cơ đinh ốc để lắp ráp bộ phận ô tô. À, và hay từ chỗ nào đi qua đây đúng không ạ? Dạ. Đi làm hồi này đi đúng không ạ? Rồi.
tuổi tác? À, nhỏ hoặc bằng hoặc lớn hơn 2 tuổi. Ok. Có yêu cầu gì ngoại hình nữa không? Cao 1m5 rồi có cần yêu cầu gì nữa không? Mắt to, mắt mũi miệng rồi sao? Hay chỉ cần là con gái là được? Dạ. Tóc dài thì được. Tóc dài. Thế thì nếu vậy nhá, bạn đi Nhật về 1 năm nữa là sang Nhật vậy? Chắc là lần nữa mà hồi hộp á hả? Nếu mà lúc bạn em sang Nhật là bạn gái đi chia tay em đúng không? Dạ, em sang Nhật được có khoảng 2 tháng. Ừ, là bạn gái em đi sang chia tay hả? Dạ. Lúc đấy có buồn không? À, buồn thì có buồn mà mình đi làm cái mình quên. Mà cũng tại vì trước khi đi là cũng mới quen có 3 tháng mà đúng không? Dạ. Cũng chưa có sâu sắc gì nhiều. Rồi sao tìm một cô gái Nhật nào bên đó? Dạ, thì cũng có nói chuyện, cũng có chọc nhưng mà tại vì không thích. À, chứ còn tới là đã ở nhà cho đông về Việt Nam đúng không? Rồi tiếp tục muốn bạn gái trong cái quán là không được bạn gái thì sao? Bạn gái em muốn kiếm ở miền Tây. Ừ. Rồi tiếp theo thì mọi công việc của bạn gái thì sao? Nhưng mà trong sửa của em có con gái không? Trong công ty á? Em nhiều không? Nhiều mà. Thì cái mỗi lần đi làm nó đổ xô con gái quá trời luôn. Công ty em thì khoảng có bắn 300 nhân viên à. Ừ. À, mà giá trị thì còn mấy anh mốt hết trơn. Em là cao mét bao nhiêu anh chị? 153. À.
làm riêng chưa? Dạ chưa, em chỉ là cũng có muốn luôn với ông họ. À, có muốn cho mẹ họ nữa. Thì mẹ được quốc là làm riêng rồi thì nữa là cổ phần. Rồi, thì mẹ thì biết của em là gì Tuyến? Dạ, thì mẹ của em là luôn luôn quan tâm đến những người xung quanh. Ừ. Rồi lắng nghe và đem đến những vui cho họ và mình có thể chia sẻ và cho họ vui. Ừ. Và em không thích những người mà hay cứ lặp đi lặp lại một câu chuyện mà cứ làm cho mình gọi mình không thích nghe mà cứ tạo cho mình cái áp lực nó có gì mà thường dai càng càng đúng không? Cái gì đó một lần thôi. Rồi em có thể biểu có tật xấu thì không Tuyến có tài vẻ hát hò gì không? Thì biểu của em là hay quên. Hay quên. Nếu như có người yêu thì em sẽ nói chung là nhớ cái ngày sinh nhật của bạn gái và sẽ hẹn hò chở bạn gái đi ăn cho chuyện để tình cảm hai đứa nó tiến xa hơn và về chủ một nhà có cuộc sống thật sự để tới đi. Ừ. Tức là không hứa thì hết chỉ hứa sẽ nhớ ngày sinh nhật của bạn gái thôi đúng không? Mình làm cái gì để cho bạn gái mình để cho mình lúc nào cũng vui là được. Ừ. Còn hát hò thì được không? Dạ em xin hát một đoạn. Ừ. Dạ. Xin em xin hát bài Nếu Là. Nếu Là anh hả? Dạ. Ừ. Nếu là anh thì anh sẽ về bên em mỗi khi về buồn về. Thôi, mày nghĩ cái cầu đá được không?
ngoại hình thì em chỉ cần là nhờ chương trình là giúp cho em là tìm một người bạn gái là ở từ 1.8 đến số 3, số 5 cũng được. Thì quan trọng là bạn gái là chủ yếu là vì yêu mà tới với mình một tình cảm chân thành và đó là tình yêu của em dành cho họ hơn. Còn ngoại hình thì mình sống là sống trên dư luận, chứ mình đừng sống dưới dư luận của xã hội, người ta nói là cũng tình cảm nó sẽ biến mất. Thường em bán quần áo thì có cái tư vấn là bán quần áo thì dạ, có tư vấn được không? Dạ được. Nam cũng là được đúng không? Dạ. Nhưng mình khách vô thì mình chào khách trên nhà, em chào anh như là anh mặc sai bao nhiêu để em tiền sai và giúp mình để nó nhanh hơn, và để mình có một mẫu quần nào đó mình thích mà là không đi được. Dạ. Rồi ok, lên nếu mà được chọn mà có người phù hợp để chương trình á, chỗ tài tư vấn cho Yeah.